Chào quý vị và các bạn. Giá xăng dầu hôm nay ngày 15 tháng 1 tăng hơn 2% dù Trung Quốc giải phóng dầu dự trữ. Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp đà tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, sau khi lao dốc vào phiên trước, bất chấp khả năng Trung Quốc giải phóng kho dầu dự trữ vào đợt Tết Nguyên đán. Về giá xăng dầu thế giới, theo ghi nhận đầu giờ sáng nay, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 2,63%, lên 84,28 USD trên thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 3 cũng tăng 2,24%, lên 86,36 USD trên thùng. Giá dầu thô tăng vọt trong phiên giao dịch ngày thứ 6 theo giờ Mỹ, nhờ nguồn cung thắt chặt và lo ngại Nga tấn công Ukraine. Theo đó, đã thúc đẩy giá dầu ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp. Bất chấp các nguồn thạo tin cho biết, Trung Quốc dự kiến giải phóng kho dầu dự trữ dầu vào Tết Nguyên đán. Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent tăng 1,9%, lên 86,06 USD trên thùng, mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi. Giá dầu Brent tăng 5,4% trong tuần qua. Dầu WTI của Mỹ thì tăng 2,1%, lên 83,82 USD trên thùng và tăng 6,3% trong tuần. Cả dầu thô Brent và dầu WTI của Mỹ đều bước vào vùng quá mua lần đầu tiên kể từ cuối tháng 10 năm ngoái. Theo ông Fiblin, nhà phân tích cấp cao của Price Future Group cho biết, thị trường nhìn vào bức tranh toàn cầu và nhận ra rằng tình hình cung so với cầu trên thế giới là rất chặt chẽ. Điều đó tạo ra một động lực vững chắc cho thị trường dầu. Các nhà giao dịch cũng không muốn bỏ lỡ thị trường khi căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine và bước vào một kỳ nghỉ lễ kéo dài tại Mỹ. Ngày lễ Martin Luther King vốn thường ghi nhận khối lượng giao dịch thấp hơn, ông Flynn nói thêm. Hôm ngày 14 tháng 1, các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại rằng Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine nếu ngoại giao thất bại. Giá dầu cũng nhận được sự suy yếu của đồng USD khi đồng bạc xanh ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất trong 4 tháng. Đồng USD yếu hơn làm cho hàng hóa trở nên rẻ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Một số ngân hàng đã dự báo giá dầu ở mức 100 USD trên thùng trong năm nay dự kiến sẽ vượt cung, đặc biệt là do hạn chế về năng suất, giữa các quốc gia thành viên OPEC cộng trở thành tâm điểm của thị trường. Về giá xăng dầu trong nước hôm nay, theo ghi nhận từ ngày 11 tháng 1 năm 2022, mức điều chỉnh đầu tiên trong năm mới, tính đến ngày 15 tháng 1, mức bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.159 đồng trên lít, xăng RON 95 là 23.876 đồng trên lít, dầu diesel lên 18.239 đồng trên lít, dầu hỏa là 17.138 đồng trên lít và dầu mazut là 16.362 đồng trên kg. Tại tập đoàn Petrolimex, niêm yết mức giá bán lẻ xăng dầu tại vùng 1 và vùng 2 cụ thể. Hiện nay thì giá xăng 95 tại tập đoàn Petrolimex sát mức 25.000 đồng một lít.